Giải phóng ta khi tham gia hành trình lên gấp của bạn nhận được một ngân hàng tôi cần sờ EOI sale nhé các bạn để khoảng con này khoảng 5 đô gì đấy. Rồi đầu tiên các bạn bấm vào nút tắt. Rồi nhiệm vụ bây giờ con này sẽ list lên một cái sàn là lucky.io nha các bạn. Đầu tiên các bạn follow Tailwind và request cho Pinbot. Và nhớ like và subscribe ủng hộ mình đấy. Con này nó chương trình nó sẽ bán nhau lên một cái sàn có coi copper nữa các bạn. List nhiều sàn tương lai. Rồi các bạn like nữa các bạn. Anh theo dõi. Rồi các bạn like nó cái các bạn. Rồi các bạn đi tiếp comment, đi tiếp bằng cái bình luận nha các bạn. Các bạn bình luận gì cũng được chứ, tốt nhất là @v. Rồi test lại comment nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn join kênh Telegram group nữa nè. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra. Enter Tailwind hand a cộng Enter hand Tailwind pha các bạn. Enter Tailwind hand là nó kêu nhập tài quyết mình test lại bình luận nha các bạn. Rồi các bạn mở Tailwind mình lên nha các bạn. Các bạn mở Tailwind lên nè. Rồi các bạn vào channel ngữ của mình nè, vào một hồ sơ nha các bạn. Rồi một tờ quýt hồi nãy mình mới vừa like nè các bạn, sale nè. Rồi các bạn chia sẻ nha. Rồi sao chép đến Tailwind nè. Rồi các bạn mở Telegram lên, các bạn bắt vào. Các bạn nhắn vào nha các bạn. Enter to request. Request. Enter link to request. Chết mẹ. Rồi các bạn nhập tin nhắn liên kết của bạn bị quýt nãy nè, tao quýt nữa. Sell lo. Rồi các bạn chia sẻ không đi các bạn. Ở đây chứ. Bên tao quýt nè. Rồi các bạn chia sẻ cái nữa các bạn. Sao chép đến theo quên các bạn. Rồi rồi các bạn mở Telegram lên nha các bạn, mong bắt vào các bạn tin gì quýt nè, gỡ nó cái nữa. Rồi enter Telegram username các bạn ghi ở cộng anh, các bạn vào setting copy luôn cộng anh 03299 31577 0329931. Các bạn vào setting mà lấy cái đường username mình các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ với nhà sẽ 20 mình vô. Rồi các bạn vào ETH của mình nè các bạn.
bạn sao chép nữa không? Con mở Telegram lên con bắt vào kiểm tra đầu đuôi nha các bạn. Rồi các bạn gỡ, rồi các bạn bấm vào balance. Rồi mình đã nhận được 1000 token sale comment chưa ghép chưa có. Rồi các bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm token nha các bạn. Vậy video mình kết thúc, chào tạm biệt các bạn. Con này nó sẽ list lên một cái sàn có cấp cua nữa các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.